Dạ. Một cái không đủ. Bơm cho cái nữa. Ui giời. Từ từ thôi. Ông ăn từ từ thôi. Cái này là vừa nãy nhìn thấy trong cái thành phần cây bổ máu rồi, có thấy cây này đây. Xin chào tất cả các bác nhá. Này Thắng vào thăm ông Cảnh. Cảnh trong ngôi nhà này. Cảnh ở đây. Nhà sắp sắp. Đã ăn cơm mà em. Ăn cơm chưa? Đấy em gặp trên chợ. Thế à? Thế em gặp trên chợ mày không gọi anh. Vâng, đang lúc đấy đang đông. Đông người à? Ờ. À. Hai vợ chồng ông đang nấu cơm. Lạnh cho ông một khoanh. Lấy đảo ra. Anh mua giò cho ông ăn đây. Ông đang đứng làm gì đấy? À bà giờ kê giường đây nằm đấy à? Vâng. À. Ông Cảnh ơi. Ông Cảnh ơi. Biết ai không? Ai không? Không biết đó. Ông có ăn bánh không? Ăn. Ăn sữa không? Ăn. Ông ăn giò không? Yếu quá. Yếu quá à? Ông yếu quá rồi à? Bây giờ là cho ông ăn giò trước à? Không ăn giò không? Mất kìa 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 đập đập đầu từ bây giờ. Đừng đi nữa. Ơi ơi ơi. Ấy rồi ôi. Rồi. Bóc bóc cho bà ông cái bánh. Còn ông giò. Ông ở đấy nhá, cho bóc bánh cho ngồi yên đi. Cứ đưa hẳn một hộp nào. Đưa hẳn một hộp nào. Đâu. Đây đây đây, tay đây tay 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 tay. Đây. Ăn. Này. Anh cắt giò đấy, đưa ông ăn giò trước. Đây là sữa. Sữa để bên này. Đến đây, đến đây. Cho tôi tí không mà cất rồi. Xem ông bóc cái gì á? Xem đi bóc không? Xem là, anh tìm đấy. Xem là, thử thách này. Ai à? Ai à, căng quá nhỉ? Căng, căng này. Căng đấy. Bóc được không ông? Xem là. Còn răng nữa không? Ừ. Cái này dễ bóc bánh. Mua một ấy giò này, lần lần này mua hẳn một này. Giò mới nóng. Đấy, kê răng à? Thôi được rồi, để kế hộ đi. Ông đưa cháu bóc cho nào. Ông Cảnh ư, đưa cháu bóc cho. Đưa đây. Thử thách thế thôi. Đưa. Ông giò đi, ăn giò đi. Đây, giò. Ấy, xem nó bắt cái gì. Úi trời. Ôi trời. Từ từ thôi. Ông ăn từ từ thôi. Thử thách hơi lâu đấy. Các cháu đã ăn thử thách không? Hơi bị lâu. Nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy. Hôm nay không thấy hỏi bảo. Hôm nay không thấy hỏi bảo lâu rồi các cháu không vào à? Ôi, không rồi. Đi xong lại về. Thôi ăn giò thôi, bánh tí ăn xong. Bánh giò ăn giò xong tí ăn cơm. Còn sữa với cả bánh này chiều ông ăn. Ăn cái này no luôn. Ngon không ông? Ông ăn nào cũng như kiểu nhốt ông đói mấy năm rồi. Đấy, đúng vào tầm này là tầm ông chưa ăn cơm trưa đúng không? Nhà em truyền thống ăn muộn rồi. Đói quá. Ông này thôi là vẫn còn may mắn là có ông Thông ở đây còn được ở này. Nhưng mà khổ ông mù không nhìn thấy gì. Đúng không? Như thế này là sau này là mất là nhà em phải lo hết à? Ông Đồn nó lo gì không hay như nào? Bây giờ ở với mình thì mình lo thôi, còn anh Đồn thì...
đồn rồi, ngày mất thì nó chỉ xuống thôi đúng không? Anh ấy giúp thì giúp, không giúp thì anh ấy xuống là được rồi. Dạ. À. Còn đâu nhà mình phải lo hết à? Vâng. À. Ở với nhà mình là mình phải lo. Khổ. Ăn tí hết luôn. Cần thì rồi. Có lúc có ăn cơm còn không nuốt được không? Tùy thời tiết, có ngày ông yếu ông không ăn được rồi. Thế à? Ăn ở... Tùy từng hôm à? Nôn hết. Ông bảo bị tích được cái đóng được cái khó nuốt ấy. Thế à? Thời tiết mà nôn ra thời tiết. Mà bây giờ còn đi về nhà bà Viện nữa, cho bà Viện khoanh giò với cả sữa bánh nhá. Hôm nay không lấy thịt treo cho bà nữa, vẫn còn nhiều thịt lắm. Đó, bà Viện. Ăn nữa không? Vẫn ăn nữa. Ừ. Thôi để tí nữa Thông qua lấy cơm cho ăn nhá. Ừ. Sữa thì chiều uống. Tóc đợt này không mọc được nữa à? Vâng. À. Trước thì mọc dài còn hay cắt, nhưng mà đợt này tóc rụng rồi. Tóc rụng mà đợt này không mọc được nữa? Không mọc rồi. Càng ngày càng ít đi rồi đấy. Chắc dạo này ông nghĩ nhiều quá rồi. Vâng. Trời với anh Thắng thì nó cũng... rụng với tóc đi rồi. Rụng với tóc cùng nhau rồi. À. Mà tóc đặc biệt là không bạc nhỉ? Ừ. Tóc đen không bạc. Hết. Hết luôn. Khoảnh giò. Tí ăn cơm nhau nhá. Vẫn tay cứ xin xin đấy. Vẫn kiểu dơ dơ tay đấy. Đang muốn đòi ăn uống sữa. Quen mà. Uống sữa. Kiểu muốn lần ăn giò xong được mút sữa đợt này. Sao có thấy sữa không mày. Đừng ngừng không. Thôi cho bác cho ông sữa. Ông hút ra. Uống sữa ăn kẹo không? Uống sữa nhá. Cho trôi. Sữa. Mọi lần cứ ăn giò, ông cũng thích nghi mấy cái kiểu là ăn giò xong uống sữa rồi. Thích nghi mấy kiểu ăn giò xong uống sữa. Hấp hấp sữa à? Vỏm cam. Hấp vỏm cam đúng không? Hấp đồn không lâu quá. Hôm nọ có ông sự mới gỡ ấy lên, kế lên. Ông ấy là còn chạy tua hay làm gì anh sự? Không biết đâu. Ông ấy làm cái gì đồn. Hôm nọ lên không gặp. Đấy, bơm hết hộp sữa này là khỏe rồi. Hết đói luôn nhờ, ông nhờ. Ông biết ai không? Không biết đâu. Không biết à? Biết cháu Thắng không? Không biết là cháu Thắng mang đồ vào. Cháu tên là Thắng nhá. Lần sau nghe thấy tên thì biết. Tên là gì không biết không? Thắng à? Tên là Thắng ạ. À. Tên nó hay láng luôn. Đang mút trong vội, đang mút. Mút không mà nó lại lấy mất. Tí nó cạn. Thôi được rồi, hết rồi sao ấy. Úi dồi, úi dồi. Đang tận dụng. Rồi. Nữa không? Thôi để tí ăn cơm. Một cái không đủ. Bơm cho cái nữa. Để ăn cơm nhỉ? Để ăn cơm. Cơm ngày nào chả ăn. Cứ bơm sữa mà ăn được sữa. Một cái không đủ không? Bơm ngày nữa nha. Một cái không đủ. Cơm thì ngày nào chả có ăn. Rồi. Làm hộp nữa là ổn rồi đấy. Cháu đi về đây. Ông giữ gìn sức khỏe nhá. Biết cháu đâu không ông? Biết cháu Thắng đâu. Này Thông ơi, anh đưa 500 nữa này, của chị Lê Lan nhé. Tiền này chị nhờ anh đưa. Đấy là 500.000 nếu mà mua thức ăn đấy.
của chị Lê Lan. Chị Lê Lan hình như lần này lần thứ 2, thứ 3 rồi. Mình tới lần thứ 4, thứ 5 rồi. Nhiều lần. Có lần anh vào đây không gặp em. Vâng. Em cảm ơn chị. Còn lần nào thì anh gặp em thì anh đưa tiền. Hôm trước anh vào nhưng mà gặp không gặp ai nhỉ? Vâng. Hay vợ nó nhỉ? Không gặp ai nhỉ? Mua đồ ăn thôi. Đúng không? Có mấy lần anh không về được thì anh thắng về. Thôi anh xin phép nhá. Vâng. Tiền này mua đây. Cho rồi các anh ăn cơm với thôi, em. Anh xin phép đây. Rau lên tôm này. Rau. Chắc chả ăn hết, ăn nào hết đâu. Rau của bà viện này. Ngô tôm. Mà đang làm gì kia? Rửa bát à? Úi giời, rau rồi. Vườn rau sướng nhỉ? Rau muống. Cải ngọt. Cải. Đi rửa bát là vẫn mở cửa. Vườn rau của bà viện. Rau bí. Rau cải ngọt này. Đấy, rau bí bên này. Như vừa ăn xong rồi. À, hái cả rau muống ở đây. Màu à. À. Đan đan vô. Màu à. Sao? Màu à, đồ hả? Màu à. Thế nước à? Có nước rồi. Nước rồi. Xả xuống phi. Còn kệ bà xả nhiều tí lại đổ hết. Không. Anh Minh bảo là bà cứ vặn, bà biết vặn lại đâu. Ừ. Biết giờ rửa dầu rửa bát đi nhá. Biết mà. Ở viện giỏi hơn ông ngài đấy. Ngài có dầu rửa bát. Ngài ra chỉ trắng trắng cái. Mặt đã phải đốt bếp củi nhiều quá ra. Đen nhèm mới rồi. Mang sữa. Đồ bảo bảo. Nhà hàng ô. Hai, há ngồi, ba, xách cả túi đây, anh phải xách túi chứ để bảo bà nhé. Đây một khuôn giò này, đây, đây cái giò bánh cất riêng bà. Minh Trong mua cho. Ôi, ô, bảo bà mở cửa vào nhà. Cửa. Rửa tay đó. Bà rửa tay. Không rửa. Không rửa. Rau đây mỗi ngày ăn 2-3 cặng hết được đâu. Cả cái vườn rau xanh lét này. Đây cũng nhổ cỏ này. Không hết mà. Rau muống này trồng. Cứ ăn một hôm lại trồng thêm một tí. Rau. Đã quá toát. Dần dần là mai lấy hết cái kia đấy. Bà cứ ăn bà lấy cuống bà nhổ. Đây thầy thịt thế này còn thế này. Mày có xem con dao đâu, thái cho bà ít. Thấy, rau rồi. Đây, rau rồi. Rau muống. Cái dao bà giống như hết ở ngoài. Thôi, không thì bà vừa ăn lấy xong thì bảo bà lấy giỏ, lấy sữa cho bà uống hộp. Sữa, sữa rồi, thì giỏ bà cắt ăn sau. Ồ. Ồ. Không. Chiếc mầm phần. Mắt kém à. Nhán à. Hô phòng à. Không có hào tức mà. Phần à. Nhìn xa bà bảo nhìn xa khó. Không nhìn được. Nhìn xa khó. Khổ quá. Toàn
già cả hết rồi, không còn cái, mệt thật. Hô lô. Dạ, hôi ông bà. No uống sao được á? Hô. Bà và vừa ăn no. Dạ. Sạc đèn pin. Thở mạnh nhỉ, nhưng phổi yếu thứ nhỉ. Nhưng mà đợt này da hồng. Ra đây rau cỏ đầy đủ rồi. Rau đây, hái rau, rổ rau đây. Rau cỏ đầy đủ, không phải ăn rau rừng nhỉ. Đây, rổ rau rồi. Mì chính nước mắm này. Như này là được rồi, như nữa người già như này. Còn ở còn sướng hơn bà ngoại anh ngày xưa. À bà y thằng con. À da à da. Bà ngoại anh ngày xưa ở không được như này. Thật mà. Còn cái lều tre xong rồi cái chỗ đun bếp ấy. Khổ lắm. À của bà. Bà giống hết bà ngoại anh. Đây. Rửa lô. Ô. Nhặt à, nhặt o á. O này. O nhá. O. Bóc cho một tí ăn mới biết, không tí nữa lại tưởng là bánh kẹo để vào đầu giường. Giao bà lại để đi đâu nhỉ? Ờ. Ờ. Ừ. Chẳng biết dao bản chất ở ở. Em có muốn tìm cái dao không? Bản chất kỳ lắm, mình không biết tiếng mà. Để đấy mới biết được. Giỏn ra. Giỏn không? Giỏn không? Giỏn peo không? Mình giỏn không? Không nghe thấy đâu. Đây. Không bảo ăn nữa thì cắt rồi bảo. Không có dao. Cái dao. À đây đây. Đưa anh rửa sạch. Đây đây đây. Bà cứ lang thang. Không hoàn toàn mà vàng đã là tổng. Ngô mới rau tốt un mới rồi. Rát cổ quá. Cúm à. Nhà thôi. Chầm hộp sữa hết chưa, bỏ đi. Chưa, chưa hết, vẫn còn. Nhà thôi. Ngon đấy. Thôi ba ngồi đây. Đây. Giò mềm. Rồi đi đi, không sang nhà bán chản nữa, xong rồi còn lấy thuốc cho mẹ anh thằng được. Ừ. Mà. Mà không về, không cho về. Mà. Mà chưa cho về. Ruột đó, ruột đó, mình ruột đó.
Không mà rồi ra đây tầm đấy là mở mắt sao nhìn ngược sáng không nhìn được ấy. Này không sợ bị sạn. Không bị sạn bao giờ. Không có răng người không biết sạn. À khóa. Mai mua cho bà khóa. À mất khóa rồi. Cái này chỉ cần mua chìa khóa này rồi. Rồi mà móc mất cái chốt. Nhưng mà mình mua cái móc khóa này cho bà ổ khóa xong. Rồi, đi đây. Rồi nó. Đây là Thắng vào nhà bác Trản. Ngày mai Thắng về Tuyên Quang lấy cái thuốc mà bị đứt gân cho mẹ của Tất Thắng, nhờ bác Trản cắt giúp. Đấy. Nhà bác Trản thì các bác biết là lâu quá rồi. Khỏe bác Trản à, xinh à? À. Hôm nọ là vừa mới đi trao thuốc cho bác Trản vùng cao mấy nhà nữa đấy. Đang sàng thuốc hả bác? Chuẩn bị đóng xương khớp ạ. À, đang đóng xương khớp. Cái này nhà bác là mấy năm rồi. Đấy, nhà bác Trản này ở trong ngôi nhà này thì các bác cũng biết là Thắng đi vào chia sẻ cho các bác biết được. Có 1 2 3 cây ở đây, còn cái này một tí sẽ pha chế sau. À. Cái này là thuốc này rất tốt luôn. Ừ. Đấy, cũng là đau nhức xương khớp này, thái hóa này, cai cột sống này. Cái thuốc của mẹ cháu là bác cắt cho chưa? Cắt rồi. Thế à? Vâng, cái kia là nó đứt gân. Vâng, bắt đầu là mình sẽ đun sôi xong bắt đầu là cho nó ra mùi thuốc xong bắt đầu để 30 độ C là mình sẽ lấy cái chân mình xuống đi mình ngâm và bắt đầu thuốc nó mới ngấm vào thì bắt đầu là sau này cái gân nó sẽ nối dần đấy nó thế. Cái gân nó mềm. Thuốc này là thuốc nối gân. À đun cái đấy lại phải đun sôi lên à? Đun sôi. Nếu mà không đun sôi để nguội. Nếu mà để nguội hẳn luôn đấy. Vâng. Nếu mà không đun sôi thì cái này nó khô rồi, nếu mà tươi mình giã về mình đáp luôn. Nó cũng được. Nếu mà mình không đã khô rồi mình phải là đun sôi xong mình gọi là lấy ngâm thôi. Ngâm bắt đầu là nó ngấm vào. Bây giờ thì cũng được mười mấy ngày rồi, chắc là lành vết thương rồi. Lành vết thương. Đứt hai gân. Vâng đấy, mình cứ lấy đi vừa rửa. Bây giờ rửa nhưng mà còn được. Không phải ngâm chân vào đâu thì rửa thôi á. Có chứ, ngâm xuống thôi. Ngâm khoảng bao lâu ạ? Cứ ngâm tầm khoảng độ 15 khoảng độ 30 phút. Đấy, 30 phút là thế là được rồi. Xong ngâm xong rồi cứ lấy cái khăn lau sạch sạch đấy. Đấy, bắt đầu là mình mới lấy bắt đầu mình tẩm vào xong bắt đầu mình cứ lấy về mình cứ lau rửa ngâm đấy như thế. Vâng. Đấy, là nhiều người làm như thế là rất tốt luôn. Đấy. Có nghĩa là đứt nó sẽ ấy rồi. Tất nhiên là bên y khoa ấy, họ cũng đã nối gân rồi. Vâng, mình có cái này mình rửa ngâm xong rồi. Ngâm xong rồi bắt đầu là đấy là nó mới khỏi được lâu năm đấy nó như thế. Cái gân nó mềm nữa mày. Cái này là vừa mềm gân này vừa nỗi gân này đấy nó thế. Và đấy cái này là ngày xưa là dao chém này đấy chúng gân bắt đầu nó lấy về nó đắp này rửa này bắt đầu là nó sẽ nối được gân. Đấy, là có mấy cây là nỗi gân. Bị dao chém ở dao chém đấy vào gân mình, ví dụ đi lao động không nên cũng tốt này. Không may đi phát nương hay làm chặt củi đấy. Rồi. Đấy là nó sơ suất là cái đấy là phải dùng đến cái này. Đấy như thế. Rồi. Cái kia nhưng mà cái kia là hình như là vừa đang phơi ngoài cửa đây ạ. Vâng. Nó vừa vào ấy. Vâng. Nhưng mà nó chưa thấy khô mấy, nó có sao. Vâng, khô cái này không sao. Mang về lại phơi tiếp à?
mang về nếu mà vừa đun là vừa phơi vẫn được. Đấy. À. Mỗi một lần là có nhiều không? Có một tí thôi. Một lần tí thôi cho vào thì cái. Cho nước ít thôi, cho nước nhiều nhá, cậu đi. Ừ, à? Đun ít nước thôi à? Vâng, nước nhiều. Nước nhiều quá nó loãng quá, nó không có tác dụng. Đấy, mình đun ví dụ cái này là cái một cái này là cho vào cái sinh bê đây xem nào. Cái nồi. Cái nồi siêu kia là cho vào một tầm 2 lít đến 3 lít nước thôi. Cho vào ấm đi. À. Đến 2 lít thôi. Đấy, ít quá nó cũng không biết do đổ vào chậu. Đấy, xong bắt đầu mình mới lấy cái khăn về lâu. Đập vào đi bắt đầu là xuống dưới vừa lâu vừa đáp vào cái chân ấy vì có mùi thuốc và có nước thuốc nó ở cái khăn mặt kia mà. Đấy bắt đầu mình đáp vào cho nó ấm. À. Ấm xong là cứ lúc nào đến nguội quá rồi mình bắt đầu mới lấy về mình mới đổ vứt. À. Nếu mà không biết là vợ của cái thằng mà chị dâu của thằng xính một chân ấy. À. Không biết là cái đứa đấy là nó cũng bị đứt gân hay bị viết như nào. Nhưng mà đi cũng nhiều nơi vết rồi. À. Nếu mà cũng... đây ạ. À. Ô sắp khô ở đây đúng không? Cây này vàng vàng nhìn như kiểu cây ngón ấy. Đâu có cả lá ngón về rồi. Chèo chút. Khô là tốt hơn là khô quá lại không tốt ạ. Không tốt đâu. À. Khô quá là nó mất màu rồi. Đun xong đi. Cái này đắp tươi. Đắp tươi à? Xào. Xong bắt đầu mình cho về xào nóng rồi là vùi vào cái giò nóng mình đắp vào là nó tốt hơn. Nhưng mà mình ở xa mình phải dùng bằng cái liệu trình mình phải lấy về phơi khô xong mà đi. Thế chỗ này là đun là mấy lần để ngâm đây? Đun mà đây. Cái này là đấy, mỗi lần đun bằng như. Thế à? Là tên nọ. Đâu bằng đấy thôi. Cái đỏ nó cái. Hai cái đỏ đấy. Đây đỏ cho bỏ ra ngoài đi rồi. Đâu? Bỏ ra ngoài rồi. Đây cái này á. Không tên lộn. Không phải đâu. Nhưng mà đỏ gì? Đây. Không phải đâu. Cái này nữa à? Không. Nhưng mà nó vẫn nó à? Không phải cái này nữa. À. Cái này ngày xưa là không có cái đĩa đi xa. Cái này này nó gần nó mềm nè. Cái này á? Ừ. À cái này như cây lá bỏng á. Ừ. Chả biết được cây gì nhưng mà thôi chứ nói lên thiên. Các bác thì nhặt thuốc thì các bác thì bí mật lắm. Cái này là đỏ. Cái này này cũng đỏ đỏ này này. Này đỏ đỏ này này. À. Chị vết thương nối gần đây à? Thương nó đắp. Không, bây giờ như này là cái này là mình về mình đun này. Đun lên bằng một vốc này. Xong là đổ ra chậu à? Không cho chân vào ngâm. Đủ nước rồi, không phải đủ cái này cái này nhá. Đủ nước thôi, cái bát này. À, đủ nguyên nước ra thôi. Nước rồi, lấy cái bát nó để mẹ tầm 1-2-3 lần. Cái này 2-3 lần. Cái này đây ạ. Cái này thì thế nhưng mà tươi là đắp có tốt hơn à? Tươi tốt hơn nhưng mà xa là phải chấp nhận này. Xa là phải phơi. Để tươi thì nó không được lâu. Đấy. Cái này chắc chắn biết. Thế nào? À, cây này biết. Cây này thắng không có gì là lạ cả. Cây này ấy, cây này nhiều cây si. Cây này không có đâu nhỉ. Ừ, cây cảnh. Cây này là cây này thì đi rừng già mới có. Ừ, rừng già ở trên cành cây. Vâng. Hiếm lắm nhỉ. Yeah. Không có ấy, hiếm lắm. Thế là bây giờ là nếu mà bác nào mà bị đứt gân ấy thì có thể là đến trực tiếp mà giã và đắp thì còn tốt hơn. À. Thế để cháu hỏi xem nhá, chị dâu thằng xính một chân mà nó bị như này xem là như nào. Cháu đưa vào đây. Không phải cháu đưa hẳn vào đây cho nó ở đây nó bác đắp cho nó luôn. Nó tươi luôn. Bị lâu là khó chứa lắm. Bị năm nay rồi, hơn năm rồi. Gần cứng lắm. Mới gần cứng rồi ấy. Mới bị là nó nhanh, thuốc này nó chứa rất khỏi rất nhanh. Thế à? Khó chứa. Thế à? Cái này mà mới bị người ta mắc bệnh nó mắc lâu rồi, nó thành mãn tính rồi, khó chứa hơn. Có một cái nó to nó khỏi nhanh hơn. Còn những người mắc lâu nó vẫn khỏi nhưng mà nó khỏi từ từ. Được rồi, thế này cái này gói vào luôn đi. Không sợ phơi quá nó lại khô quá. Ồ, cái sợ đóng gói xong là mình lúc nào đâu đun thì đun từng này thôi nhỉ. Vâng. À, không đóng gói không biết. Có nghĩa là đóng chia thành phần luôn á. À. Vâng. Cho vào cái túi bóng đóng thành gói mới gói một ấm và ấm này. À, có nghĩa là chia phần luôn. Cái này phải chục phần đun ngâm á. Đến nhà thì mình cho vào tủ lạnh ngăn mát. À, cho vào ngăn mát luôn. À. Thế còn đây là bác Trản là đang hai vợ chồng đang làm thuốc gì đây? Cái này đang chuẩn bị trộn cái xương khớp đó. À. Mấy
túi đây. Xương khớp, thuốc xương khớp của bác Tràn là cực tốt đấy. Hôm trước gửi cho nhiều người uống phản hồi tốt lắm. Nhất là mùa đông này các cụ là đau xương khớp là mùa đông là cực đau luôn. Bị thải hóa này, thắt điện cái đệm ấy, chèn em cứ về đây lấy. Ờ, thải hóa và thắt vị đệm. Đấy, tốt luôn. Ờ thôi được rồi, anh biết chia như thế rồi. Vợ anh biết mà, vợ anh học y mà, nó bảo nó biết. Em nói điện qua bảo nó là nó biết. Vợ cháu nó biết rồi. Vợ cháu làm bệnh viện mà. Đun 3 lần nhé, không phải đun 1 lần nhé. Vâng, có nghĩa là đun 3 lần. Như nào nhạt thì thôi bỏ đi. Vâng. Cũng giống như xương khớp là đun khi nào nhạt uống hết thì thôi. Hôm nay bác không đun thuốc gì à? Có mà. Thuốc gì đấy? Thuốc bộ. Hai ông kia lên uống thuốc gì đấy? Mắt dí vào luôn. Sao mắt dí? Thuốc gì? Cây đây này dí quá này. Cái này một cân người ta mua gần 100.000. Thuốc buồn ngủ à? Đã uống ra buồn ngủ ra làm gì? Nhanh thế. Hả? Cho cốc nào. Thuốc bổ uống. Thuốc bổ cái đấy hình như là chị Hằng uống ấy phải không nhỉ? Sinh đưa cho chị Hằng đấy uống phải không? Vợ anh uống ấy. Ăn được ngủ được đây này. Vợ Thắng là có 45 cân, đang muốn lên là 49, 50 cân. Rồi. Rồi, tuyệt vời đấy. Riêng nhà bác Trảm thì gửi là phản hồi xương khớp với cả dạ dày cực tốt. Cái này mai cháu mới về thì chắc là tối nay về vẫn để vào tủ lạnh nhà cháu hay là mở phải mở ra? Mở ra thôi, cần để tủ lạnh cũng được. Ờ. Mở ra, mở. Sáng mai mới về. Mở ra đi. Mai mà cái này nó không thối đâu mà bây giờ À nó lại là không cần phải là khô hẳn. Khô hẳn thì cái này lại không tốt. Đúng rồi, đấy. À giã ra mà sao lên đắp à? Chuẩn nhất đấy à? Nếu mà chuẩn nhất là giã ra sao lên đắp là phải lấy thức tươi. Ngày nào cũng phải đi nhặt cho như thế, xong giã ra đắp. Cái này cũng được. Qua nó mình ở xa mình phải lấy. Xa mình phải quay qua tí. Quay qua thì nó không thì sợ về nó thối này hay là bốc đấy. Vâng. Cái đấy là đang gói xuống xương khớp đấy à? Đang đóng xong cho vào túi. Thuốc thơm. Được nắng, đợt này nắng nhỉ? Đẹp. Dạ dày mới cả xương khớp. Các bác nào mà có tuổi đấy mà là đang vào cái mùa đông, đa phần là đau lưng xương khớp, thoát vị địa đệm. Xong thì nó chèn ép lên xuống tay tê này, đấy. Cứ lấy cái này đi uống. Tê cái chân đấy uống. Vâng. Còn là viêm đa khớp nữa, sưng phù chân tay nữa. Viêm đa khớp và sưng phù chân tay nữa. Được nắng như này bác Chản là phải làm việc hết công suất đấy. Phải ba nắng ấy. Vâng. Đọc thôn là chủ yếu là ngày nắng thôi. Mưa đi lấy cây. Mưa sợ nó thối hết đấy.
Nên cái này láng quay tốt lắm. Đẹp mà. Dạ dày mấy cả xương khớp này là lúc nào cũng phải liên tục, tại vì cái này là nhiều bác gọi qua kênh của Tất Thắng rất nhiều. Cái này vợ cháu đang uống đấy, vợ cháu uống được một đấy rồi đây. Cái này hôm nọ cháu cho cái thằng bác biết thằng gì không, thằng Nô uống gần hết một cái túi này thôi mà nó tăng luôn 3 cân luôn. Vâng. Bây giờ nó ăn khỏe. Thiếu máu khỏe đấy. Vâng. Chị Hằng giúp cái chuyện hình như mấy trang gói sao? Vâng. Chị Hằng là bán hộ cho bác Chản cái này là cũng phải 300-400 gói rồi đấy. Vâng. Cái này nhiều đấy. Nhà bác Chản là từ khi mà Thắng có cơ duyên đến nhà bác Chản là bác Thắng... À, bác Chản bác nhờ Thắng là bán hộ đến giờ là cũng được nhiều lắm rồi đấy. Bác Chản nhờ chuyển giúp cho là cũng phải giờ này cũng phải 15-16 ngàn người rồi đấy, qua kênh của Tất Thắng. Mà các bác nào mà đã dùng rồi các bác cũng có thể bình luận qua kênh của Tất Thắng. Hôm nay là Thắng vào đây lấy cái thuốc cho mẹ đấy, mẹ của Tất Thắng thì các bác cũng biết được là khi mà bố của Tất Thắng bị ốm ngoài viện nên là đi đường đứng nào ở đi xe máy nhưng mà đứng dừng lại rồi. Nhưng mà các cháu học sinh buổi sáng sớm là các cháu đi muộn, đi học rồi ấy, các cháu là quệt vào. Nên là vào cái để chân ấy, nên là rách chân và đứt mất hai gân. Đấy và phải nằm ở bệnh viện của tỉnh. Đấy, và được cũng mười mấy ngày rồi thì bác Chản bảo là khi nào mà xong ấy, nó liền vết thương hết rồi ấy, thì lấy cái thuốc của bác ấy về đắp để cho gân nó tốt hơn, sợ cho đỡ phải đi nhanh hơn, có người là còn không đi được, đứt gân sau không đi nổi. Phơi ba nắng, sưng ba nắng. Thế à? Ba nắng. Sưng qua đi đấy. Cái này là vừa nãy nhìn thấy trong cái thành phần cây bổ máu rồi, thấy cây này đây. Đây à. Còn cây này cây xương khớp. Nhìn quen quá rồi à? À. Cây này cây chính hay là cây phụ đây? Cây này cây phụ thôi. Phụ thôi. Thắng vẫn chưa biết cây chính là cây nào mà từ ngày đi vào đây. Đây là cây đấy. 25 loại cơ à? 25 loại cây. Cây chính là chưa thể truyền cho Tất Thắng được. Bài là mất nghề. Dạ bác nhỉ. Nước bố luôn nhỉ. Cây mẹ thuốc đấy. Cái này là một gói này là khỏi đúng không? Vâng, một gói khỏi luôn mà. Thăng con thì cháu uống. Nó lâu rồi, uống lâu rồi. Lâu rồi mà uống một gói cũng đỡ rồi. Nó cứ ho lâu năm này, đấy tầm 3, 4 năm, 10 năm. Đấy, 5 năm. Ho gió ho khan nhỉ? Ho gió ho khan. Nó đấy, nó cũng kiểu ho gió ho khan đấy. Nhiều người uống tốt lắm. Giang có một ông nó bảo bị viêm họng hạt 10 năm rồi, nó có 3 gói rồi, bây giờ khỏi ông nào xuống lên về cứ cảm ơn. Người bảo thế tốt quá. Có những người ai đến cắt thuốc bác ạ? Dạ. Có người đến lấy thuốc. Có khách. Khách à? Chào cô. Chắc chào chị thôi nhỉ. Chào chị. À. Nhưng mà đẻ mới hôm qua. Cháu đẻ 10 ngày rồi. À 10 ngày. Thế thoải mái, bác Chản bác nhặt mai tắm luôn. Cháu tí thì nhặt được luôn. Các cô kem đi đây
trồng phải trăm nhiều. Cái ngọt thầy Hoàng lấy hai lần mà nó toàn là đã. Thầy Hoàng cũng lấy à? Thầy Hoàng là đi mua toàn lấy mà. Thầy Hoàng. Đặt đấy cái này không có sẵn đâu. Cái này là tắm tươi cũng tốt hơn đúng không bác? Tắm tươi cây tắm tươi đúng không? À, quay thoải mái hơn gì đâu mà bác thì lấy thuốc chứ bác có gì làm gì đâu. Con gái hay con dâu? Con gái. Con gái à? Bác uống nước đi này, thuốc bổ đấy. Nhà bác chả là toàn thuốc bổ. Ông sự mua thuốc gì đấy? À, thuốc ho lâu năm à? Người già thì con nó hay bị ho lâu. Thế có lọ nào, có gói nào cho ông ngài gói? Cho ông xin ông cho ông ngài. Ông ho ác lắm. Còn gói ho nào không? À, thế thế xinh xinh mày đi lấy cho anh nhờ. Mày anh mang ông hò mấy ngày này cứ khụ. Cho tháng mấy gói. Dạ. Không ra một gói thôi, một gói là khỏi, cháu cho ông ngài đi mà. Cho cháu mấy gói nữa cũng chả làm gì. Cháu thì cũng ho nhưng mà cháu ho 3 hôm lại khỏi. Tại vì cái này mình ho này là nó hề cái cảm cúm thôi. Vâng. Còn kia là ho mãn tính ho. Mãn tính là nó ảnh hưởng phổi ấy. Thế à? Đấy, mình uống vào bắt đầu. Thế thằng coi nhà cháu một gói nó khỏi đi. Một gói khỏi luôn. Ăn ho thì lái áo. Ừ. Ho thì lái. Ho tạm. Thế cho cháu lọ nữa, gói nữa cho mẹ cháu nữa. Vâng, mẹ cháu họ ăn. Cái bà mẹ mình á, ngày xưa để từ mình lúc già. Thế thì cứ đóng cho anh thằng mấy gói vào. Rét quá không quá. Cái nào ăn là phải làm không? Mẹ tắm nào. Thôi mẹ à, ôi mẹ dòng sao được ạ. Cho cháu ba gói đi. Lấy đi. Bắt đầu là đêm thì nó cứ ho, ho xong mình không ngủ được. Đang làm gì? Xong bắt đầu chỉ bà và cái gì ho ho nhiều thế. Xong nó bảo đây, ngày xưa đây. Tại để mày ra mẹ mấy. Cái kia là một gói kia là chia làm mấy phần đun? À, chia 4 năm ấm. Cũng 4 năm ấm đun à. Nước thay nước hàng ngày à? Sao bắt đầu mình mới đi mới đi chặt cái cây này về. Bắt đầu đun bà có 3 ấm thôi. Ô bà bảo khỏi rồi, mình bảo không phải à, nó bảo khỏi rồi đấy. Con biết thuốc cùng chữa mẹ bây giờ mày ho đến bây giờ mới bảo lấy cho mình bảo. Mình bảo con có biết cái này ngày xưa cái bà cụ còn dạy mình. Thế mình không biết đâu. Thấy nó nói thế cũng bảo tốt lắm, mình chưa được sự. Thế mà bữa trước cháu bảo chứ không biết. Có biết là bác chẳng có thuốc ho đâu. Chỉ biết là dạ dày mới xương khớp mới cả trĩ thôi. Người ta uống khỏi người ta mới bảo. Có mấy bà ở Linh Hồ này toàn những người già già nó ho, nó bảo ho khó lắm. Đấy đi uống nó bảo được đấy, tốt lắm đấy. Mình bảo cái này tốt mà. À rồi để đây để lấy cho cháu lấy cho ông ngài gói uống. Thế, xin bảo mẹ đóng cho một gói cho. Thế cứ đóng mấy gói để sẵn đây này. Đấy. Ai đến thì lấy luôn. Cái này là những họ bảo mình thì mình mới lấy. Mà cái này ít người dùng, ít người biết thôi. Ít người biết đến rồi chứ. Ít người biết đến, cháu mà biết là ông nội cháu lấy rồi. Đấy, vâng, đây ít người biết mà. Ông không bao giờ thuốc này ông không bao giờ nói. Anh sư lấy nghe bác chặt lấy ho cái là chạy ra ngó ngay đúng không? Không có nhá, anh cứ mùa này nó lại ho. À cô nhưng mà cô này ở xã à, ngoài xã à? Không. Xã này gì? Cũng Linh Hồ. Là Diệm. Là Diệm thì chắc chả biết cháu. Biết tối thì chả xem. Đây à? À đây biết Nguyễn Tất Thắng. Thế thì thân này nếu bài Âu đây khả năng là chú ai đam ba đây cho mình. Mà hiểu hết lươn láng rồi. Nhất anh ấy. Nhất anh rồi. Bảo A Phương Nam ấy. Ồ. Lần này ôn làm. Bây giờ mới đóng thế à? Đang đóng. Ho đấy ạ. Vâng, đóng. Đây đóng 2 tuổi, 3 tuổi đi. Ở đây cứ đóng cho cháu Thắng 3 túi vào. Cho ông ngài túi, cho mẹ cháu túi. Đây là ho luôn đây à? Đóng luôn đây à? Chúng mà chỉ cần uống một thôi là khỏi là tốt rồi. Vậy là cháu đang đi khám là viêm phổi thì bị lố kéo. Cái này khả năng được đấy.
cái ông gì ở phương độ lên nó bảo viêm họng mãn tính 10 năm nó bảo sao nó bảo ôi họ quá không ngủ được chú ơi thì bảo đấy cái này thì chắc mới phải ghi vào đấy trong ấy đấy là để là thuốc ho không nhầm. Thuốc ho mà ho. Không có đâu, thuốc ho có ghi in đâu, thuốc ho mình tham nhiên bằng chữ rồi. Thuốc ho lâu năm rồi. Bây giờ cây què, cây thuốc giờ đi lấy cũng khó lắm, đi xa lắm. Cây này nó xanh, xanh đấy, cây này nó xanh, không phải mộng nhá, nó xanh, xanh. Thì nó xanh xanh đấy ạ. Nó trắng mình băm xong là nó đen mà. Thế à? Đấy rồi, đấy ba gói này cho anh Thắng. Cái gì đấy? Chân rết á. Không mang đi người ta cứ hỏi đấy. Được rồi, của mình lấy cái túi vào đây cho vào túi đen cho anh. Nói xong chuyển tiền luôn cho xong và anh em phải di chuyển đó. Của anh sự cất vào đây chưa? À cất riêng rồi, sự rồi, sự giả tiền riêng đấy rồi, không liên quan. Rồi, cháu chào bác nha. Vâng, cháu đi về ạ. Rồi, hẹn gặp lại bác. Cảm ơn bác nha. Vâng. Cầm con này. Cầm con mới này. Cầm con mới. Lấy cái giấy vào đây. Đưa đây, xong em đóng cái này cho anh giấu đi thì đóng vào được. Lấy giấy vào đây. Cầm gói này còn nhiều hơn mà. Cho vào đấy. Cho đây nào. Con này cũng được, con này cũng được. Vâng, gói nào. Anh đưa thì lấy cái này để cho tôi thuốc không đi về thì không biết đóng nhưng mà đưa cho thì là xong đâu đây này hay quên chưa làm năm ấm ạ. Vâng, thế để biết bảo anh Hồng để đun cho anh ông già ông ho không biết là xem ông hạ ông ho ho người già đấy cái con cũng con rồi quá mình mấy cho đứa 10 tuổi uống mà tao nói nhiều nhiều không biết. Cái này là trẻ con là khoảng mấy tuổi là uống nhỉ? 2-3 tuổi là uống được à? Tiêm kháng sinh nó yếu đúng rồi. À 2-3 tuổi ho là uống được rồi. Rồi cháu đi về đây. Rồi, chào bác nhé. Cháu về nhá bác Trả ơi. Chào cô nhá. Hôm nay vào chơi sau ạ. Cháu về đây. Cháu bà hai bà cháu về nhá. Cháu về nhá.